công ty cổ phần xây lắp thương mại 2 ACSC xin trân trọng mang đến quý khách một không gian sống chất lượng với nhiều tiện ích tại dự án chung cư Treeview 686 Apartment. Đây là công trình do công ty cổ phần xây lắp thương mại 2 ACSC làm chủ đầu tư với sự hợp tác cùng công ty cổ phần đầu tư xây dựng Ngoại Thương, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tradeco và công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Sato. Tòa lạc tại số 686 Sô Viết Nghệ Tỉnh, phường 25 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Chung cư Dreamview sở hữu diện tích 3.601 m², cao 25 tầng với 322 căn hộ, bố trí 14 hộ cho một tầng. Diện tích căn hộ từ 54 đến 83 m², có hướng chính xoay theo trục đường Sô Viết Nghệ Tỉnh và một mặt hướng view ra sông Sài Gòn. Chung cư Dreamview là công trình nằm ở vị trí rất thuận tiện khi có sự cộng hưởng giữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội xung quanh được quy hoạch phát triển đồng bộ, phù hợp với việc sống và đầu tư, gần chợ, trường học, khu du lịch giải trí, địa điểm văn hóa, tôn giáo, bến xe. Chung cư Dreamview cung cấp tiện nghi và thoải mái cho người sử dụng thông qua việc bố trí các dịch vụ tiện ích, từ tầng hầm, nơi được sử dụng để xe bốn bánh, rộng rãi và an ninh. Theo lối thang bộ thoát hiểm đi lên là khu vực hồ bơi dành riêng cho dân cư Dreamview để thư giãn sau thời gian làm việc bận rộn. Công trình được thiết kế bởi công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Fujinami, nhà thầu tư vấn thiết kế uy tín, chuyên nghiệp đến từ Nhật Bản. Công trình đạt chứng nhận công trình xanh Trademark của Singapore. Đặc biệt với dự án chung cư Dreamview, chủ đầu tư cam kết cung cấp nước sạch cho cư dân trong tòa nhà theo chuẩn mực cộng đồng UNESCO CWEB, dự án nước sạch và môi trường của UNESCO. Sánh vào có lối giao thông riêng giúp người khuyết tật được đi lại dễ dàng để lên thang máy, đến căn hộ một cách nhanh chóng và an toàn an ninh. Đặc biệt khu sảnh thang máy được bố trí đầy đủ ánh sáng, dùng làm nơi sinh hoạt cộng đồng và liền kề các khu nhà dành cho trẻ em. Riêng không gian tầng 2 dành để làm nhà xe hai bánh. Sảnh thang máy kết nối với các tầng căn hộ bên trên là nơi tổ ấm của các gia đình trẻ trở về sau một ngày làm việc, quây quần bên gia đình, bên bữa cơm chiều và giải trí, nghỉ ngơi, thư giãn và chuẩn bị đón chào một ngày mới bắt đầu.
Các căn hộ nơi đây được thiết kế có tầm nhìn rộng ra bên ngoài, giúp tận hưởng khung cảnh đô thị và sông nước, thông thoáng với ánh sáng tự nhiên, đón nhận làn gió trong lành. Nét kiến trúc và hình khối công trình đơn giản, thanh thoát tạo nên vẻ đẹp chung cho không gian đô thị hiện đại. Với nhiều tiện ích và toàn diện, chắc chắn dự án chung cư Dreamfield 686 Apartment sẽ làm hài lòng cho mọi quý khách. Hãy đến với Dreamfield để sở hữu một căn hộ ưng ý